Theo các chủ vườn, thời điểm này những gốc mai nở muộn bắt đầu nở hoa, số lượng mai nở muộn tại mỗi nhà vườn lên tới cả 100 gốc. Sau tiết tháng riêng, mai đã bắt đầu nở rộ, việc xử lý chỉ còn cách bông và đợi cho tới đợt lá mới ra rồi chăm sóc bình thường, đợi đến mùa Tết sang năm. Năm nay do trước Tết thời tiết lạnh kéo dài, số lượng mai tại các nhà vườn ở Sa Đéc nở khá muộn, mai nở muộn nên không bán được, tồn tại khá nhiều. Thêm vào đó, mai ở các địa phương khác chuyển đến bán nhiều khiến cho số lượng mai bán tại nhà vườn càng chậm hơn. Mai nở muộn khiến không ít các nhà vườn hiện nay rơi vào tình trạng lỗ vốn do công chăm sóc đầu tư trước Tết rất lớn. Mai nở muộn tuy được xử lý nhưng chất lượng bông sẽ kém đi và rất khó mang lại thế đẹp như năm trước. Điều này cũng khiến cho nhiều chủ vườn lo lắng.